Em Trường xin được kính chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ cửa hàng em Auto Vượng Phương. Hôm nay lại một tiếp tục là series để giới thiệu các cái mẫu xe mới cập bến bên em trong cái mùa tháng 7. Đó, mùa tháng 7 ngâu này. Thì hôm nay em lên sóng lên cho cả nhà một chiếc Toyota Fortuner. Chiếc xe này của em thì là phiên bản máy xăng số tự động một cầu các bác nhé. Có ngoại thất màu trắng, nội thất màu nâu, sẵn full ghế da rồi này. Đó, và nguyên bản từ nhà máy nhá. Tổng thể sơn si bên ngoài thì để anh Cameraman sẽ quay tổng thể một vòng để giới thiệu đến cho các bác đi. Tổng thể sơn si bên ngoài của xe vẫn còn khá là đều và đẹp nhá. Đó, chiếc xe này của em thì thứ nhất là phải chia sẻ với anh em là con xe này thì nó là đang sẵn là biển số Hà Nội rồi. Một lát nữa em sẽ quay để giới thiệu biển cho anh em. Đó, đây là cô chú và anh chị sẽ không mất 20 triệu tiền biển khi nhà mình mua và sang tên đổi chủ chiếc xe này nhá. Đó. Tiếp theo nữa là trên chiếc xe này có một cái lợi thế rất là hay là xe thì sản xuất 2017 nhưng mà cái dàn lốp theo xe ấy vẫn là dàn lốp Bridgestone zin nguyên bản theo xe nhá. Đó, đây. Tuần thứ 14 của năm 2017 này. Đó, một con xe chạy cực kỳ ít, cực kỳ là chất luôn. Chạy mới khoảng 7 vạn km thôi. Và chất lượng của xe thì cam kết với cả nhà zin tuyệt đối 100%. Đó, xe cực đẹp luôn. Đây, xin mời anh Cameraman sẽ quay giúp em từ các cái chi tiết keo chỉ để mình quan sát nó rất là kỹ này. Đó, keo chỉ zin 100%, máy số gầm bệ của nó còn cực đẹp. Đó, cô chú và anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên lạc với em thì lấy cái thông tin chi tiết trước và mình cân đối tham khảo thì có thể qua trực tiếp bên em để có thể xem xe, trải nghiệm, lái thử và tìm hiểu về chất lượng của chiếc xe này cũng như là bên em tả ở trên video không nhá. Đó, những cái thước phim rất là chậm và đi rất là từ từ để cả nhà mình quan sát về chất lượng bên trong xe cũng như là nội ngoại thất của xe. Đó, ở đây, ở chi tiết trên chiếc xe này thì đã được anh chủ xe nâng cấp lên một cái màn hình Android OLED rồi này. Đó, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết nhá. Vô lăng thì cũng đã được anh chủ bọc lại cái bằng vô lăng bằng da rồi này. Đó, về các cái option cơ bản thôi, điều hòa tự động này, cần số rồi phanh tay cơ. Đấy, các option rất cơ bản ở trên một chiếc Fortuner thôi. Nhưng quan trọng với những cái chiếc xe Fortuner này là gì? Là về chất lượng xe nó như thế nào, về các cái chi tiết từ keo chỉ, máy số, khung gầm, bản lề. Đấy, đây, như anh Cameraman sẽ quay giúp em một cái chi tiết các cái bản phần bản lề, sát giúp em một cái phần bản lề cánh cửa này. Đó, chi tiết bản lề nó rất là đều và đẹp nhá. Đó, sơn si của nó vẫn là rất là ok. Đấy, trên xe này thì cũng đã được bọc lại cái sàn da này rồi này, cũng khá là sạch này. Không gian hàng ghế thứ hai thì ngồi cực kỳ thoải mái. Chiếc Fortuner này thì có cái hàng ghế thứ ba cực kỳ là ok và rộng rãi nhá. Đó, một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ. Hiện tại bên nhà em thì cũng đang có một chiếc nữa, là một chiếc Toyota Fortuner, cũng là phiên bản một cầu thôi, nhưng nó là phiên bản máy dầu. Đó, phiên bản máy dầu số sàn rất là phù hợp với cô chú và anh chị mà mình hướng đến một chiếc xe mình thích chạy dòng xe số sàn và mình muốn mua xe để về mình hoặc là mình chạy dịch vụ chẳng hạn, thì cũng rất là phù hợp này. Đó, đây là quay cho cái không gian ở phía cốp để cho cả nhà mình quan sát nhé, từ các cái chi tiết phần ốc cốp này. Đấy, ốc tai cốp này rất là đẹp này. Đấy, ốc bản lề của nó rất ok. Tất cả các chiếc xe gầm cao 7 chỗ SUV trên thị trường nó đều như vậy. Khi mà dựng hàng ghế thứ ba lên, đó, dựng hàng ghế thứ ba lên thì cái vị trí khoang cốp này chúng ta sẽ có một cái khoang cốp vừa đủ dùng thôi. Đó, đây, anh Cameraman sẽ quay thấp xuống giúp em xuống đây một chút để cho cả nhà mình quan sát về cái phần chất lượng hay nhất ở dưới cái xe này này, để cả nhà mình quan sát giúp em này. Đó, khung gầm nhá, cả nhà mình quan sát giúp em này, rất đẹp nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, không một lỗi nhỏ nhá. Tất nhiên là lỗi to không bàn đến rồi, chắc chắn là không có. Đây, sát đây giúp em này. Cái sơn vạch từ ở trên cái lốp sơ cua này vẫn còn nguyên zin nhá. Đó, một chiếc xe chạy chuẩn 7 vạn này, dàn lốp nguyên bản theo xe, và đây, sơ cua nó còn chưa hạ một lần luôn ạ. Đó, chất lượng của chiếc xe thì nó quá là đảm bảo để cho cả nhà mình rồi. Đó, cánh gió rồi các chi tiết tay lắm cửa mạ chrome nguyên bản này, bậc bước chân lên xuống này, tổng thể sơn si. Chiếc xe này chạy xăng thì đâu đấy cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó ở mức kết hợp nó sẽ rơi đâu đấy khoảng độ 11 lít nhé. Còn khi chúng ta đi ngoài đô thị này nó khoảng 9 lít rưỡi, còn trong đô thị thì loanh quanh khoảng tầm 14 lít. Đó, trên vòng Fortuner này thì
thì chúng ta sẽ không bàn quá nhiều về về cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó. Đó, ghế da này, vị trí ghế lái thì cũng có đầy đủ chỉnh điện này. Đó, ở đây các cái chi tiết, các cái phần điều chỉnh độ cao đèn này, cảm biến rồi mở lắp cabo rồi bình xăng này, các cái chi tiết, các cái option của nó hoạt động rất là đầy đủ và bình thường nhá. Đó, rồi xin mời cả nhà về với phần khoang máy đi. Xin mời cả nhà vào với phần khoang máy cabo của một chiếc xe mà từ 2017 mà mới chỉ chạy khoảng 7 vạn thì nó sẽ như thế nào. Thì chắc chắn rồi nó sẽ còn rất là đẹp luôn ạ. Đó, các cái chi tiết từ sơn vạch này, đó, chân máy này, rồi sơn si của nó vẫn còn rất là đẹp. Chân máy, máy chưa bổ, chưa hạ gì cả. Đó, keo chỉ cabo này còn đầy đủ hết. Tai cabo này, ốc tai cabo này vẫn còn rất là đều, sáng và đẹp nhá. Đó, các cái chi tiết phần lỗ dập định hình của nó này, đó, vẫn rất là sáng, đều và đẹp nhá. Cô chú và anh chị quan tâm đến chiếc xe thì có thể qua trực tiếp bên cửa hàng em, Auto Vượng Phương, có địa chỉ số 18 phố Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Xem xe trải nghiệm lái thử để em Trường hỗ trợ nhé. Và đến cái phần lúc đã em trao đổi, đây em sẽ giới thiệu qua về cái phần biển này một chút. Chiếc xe này của em thì đang mang sẵn là biển số Hà Nội rồi nhé, 86882. Tất nhiên là cái biển số này sẽ được định danh rồi, nên là cô chú và anh chị sẽ được bấm lại cái biển mới theo như cái biển của mình. Tuy nhiên là với ở khu vực Hà Nội thì cả nhà mình sẽ không mất 20 triệu tiền biển nhá. Và cái mức giá để sở hữu chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán là 725 triệu giá, thì bên em vẫn còn ra lộc một chút để hỗ trợ cho cả nhà. Ai quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên lạc trực tiếp với em qua số hotline em để trên kênh nhá. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.